Chào các bạn. Hôm nay mình được nghỉ thì còn nhờ tới một yêu cầu của một bạn ở trên kênh YouTube là một sâu giấy giấy lọc mặt của nhà về nhà mình ấy. Thì hôm nay mình sẽ cho các bạn xem cái hệ thống lọc mặt của mình các bạn nhé. Đây, nó nằm ở vị trí này các bạn, tức là nó ở cuối đây, cần mấy cái ba ki với cả cái thác của mình các bạn ạ. Đầu tiên thì mình sẽ dọn dẹp cái chỗ này ra cho các bạn nhìn cho rõ nhé. Dọn dẹp mấy cái cây này ra. Trước tiên là phải dọn mấy cái cây này ra để các bạn phải sâu cho nó dễ nhé các bạn nhé. Đây, lọc mặt của mình đây. Các bạn đợi một chút nhé. Đây, giới thiệu các bạn đây là cái lòng mạch của nhà mình, nó nằm ở vị trí góc quỳnh, không sang ngăn lắng đây. Đây không sang đây, nó chỉ là cái ống 75 thôi, rất nhiều lá rụng thì mình làm thông trực tiếp từ đây sang đây nhé các bạn nhé. Chưa ở trên mạng thì các nhiều anh chị sẽ làm thoát mặt sẽ thông với thoát đáy bằng cách là làm ống thẳng xuống đáy ấy. Nhưng mình thì mình sẽ không làm thế, thì chỉ làm nó mớ mớ một tí trên mặt nước thôi các bạn. Đấy, thì nó sẽ thông sang đây. Sau đó đây thì nó sẽ chảy ra này nha các bạn nhé. Thì các bạn nhìn xem là nó cái tốc độ hút của nó rất là tốt đúng không nhỉ. Còn bộ cái mặt phù của mình sẽ không có một tí váng nào luôn các bạn nhé. Ở cái góc bên phía ngoài cùng bên tay trái, tay trái phải mình kia là mình sẽ để hai cái thổi luồng các bạn. Thì cái luồng nước nó sẽ chảy theo men men theo cái thành bể này, cái bể ngàn bát này, thì nó sẽ cuốn tất cả các cái chất mặt bẩn về đây. Đấy, về cái mặt này, cái mặt này thì nó sẽ hút hết các bạn nhé. Mình bây giờ mình sẽ tháo ra, trước khi mình tháo này ra cho các bạn xem thì mình sẽ hút hết nước ở bể ra các bạn nhé, để cho các bạn hình dung cho nó dễ. Các bạn đợi mình chút nhé, đợi một chút nhá, để mình sẽ tháo nước ra đã. Cái hút mặt chế của mình thì mình làm theo kiểu là mình sẽ quan lỗ thôi, không được làm rãnh đẹp như các bạn trên mạng, và nó cũng không có tự động nhấp nhô như các bạn trên mạng. Thì nhìn thấy các bạn làm trên mạng thì rất là đẹp, còn đẹp hơn của mình nhiều, và nhìn nó là xoáy xoáy ấy. Của mình thì nó cũng chảy vào theo các cái lỗ khoan rồi các bạn ạ, là mình thấy nó cũng hút cũng tốt, là mình cũng chả có nước vào tay. Bởi vì nếu mà mua một cái ở trên mạng, nếu mà ống 75 này thì nó cũng phải tầm 500-600 nghìn các bạn. Cái ống này thì mình sẽ làm cái cút, đây mình sẽ tháo cho các bạn xem nhé. Đây, mình sẽ làm cái cút 75 và một cái ống 75 như này, sau đó mình quan các cái lỗ dọc theo cái thành, mình sẽ quan hai hàng, hàng trên để khi nước bể nó đầy và hàng dưới để cho nếu con cửa bể nó bị cạn, nó bị rút nước đi, bốc hơi thế nào đấy thì nó cũng vẫn có nước vào. Để cái hút mặt của mình nó rất là đơn giản như này thôi các bạn, chỉ là hai hàng lỗ qua này thôi. Sau đó thì đây là cái ống thoát mặt thông sang như này, đấy, mình vừa rút ra nó tràn lên luôn các bạn. Mình lắp lại các bạn xem nhé. Đấy, nhắc vào thì nó lại như này. Giờ đợi, bây giờ các bạn đợi mình một chút nhé, để mình sẽ rút cạn nước bể đi. Đây là cái nước mặt kia mình đang rút, đang rút bớt nước ra các bạn. Đấy, thì nó chảy rất là nhiều, hết mà đây, bề mặt nước nó hết rồi, bây giờ nó không hút được nữa rồi. Sắp cạn rồi, mình sẽ sâu cho các bạn cho nhìn dễ nhé. Đây là cái mặt của mình khi mà hết bề mặt hết nước rồi, cạn nước rồi các bạn. Cái này cho các bạn xem nha. Đó, nó chỉ là cái ống như này thôi. Đây là cái hút mặt của mình các bạn nhé. Nó gồm một cái cút và một cái đoạn ống mà mình đã khoan hai hàng lỗ này thôi. Còn đây là cái đường thoát ra của cái hút mặt đấy. Nó chỉ là một cái ống thông 75 thông từ đây sang đây thôi.
nằm ở đoạn giữa bể. Khi nào mà cần hút mặt thì các bạn liền lắp vào đây thôi. Nó sẽ không đẹp như ở trên mạng đâu các bạn. Ở trên mạng thì các anh ấy xẻ rãnh ở đây và tức là sẽ xoáy vào thì nó rất là đẹp. Và thậm chí có anh mình thấy con làm được cái kiểu là nhô lên nhô xuống ấy, theo cân bằng nước đấy, rất là tốt, không bao giờ sợ hụt nước đúng không ạ? Còn của mình thì nó khùi á, nó chỉ ở thế này thôi nhé, hai hàng lỗ hết đấy, rất đơn giản các bạn nhé. Rồi, cảm ơn các bạn xem clip nhá. Mình sẽ làm một clip tiếp theo về các thiết bị như tất cả các loại máy mà lắp trong cái hồ bơi của mình nhé, thì các bạn cùng tham khảo ạ. Các bạn xem tiếp clip của mình trong clip sau nhá. Chào các bạn.